Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm La Cảnh 1, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công hiện đang nuôi 5 con bò và 60 con lợn, trong đó chủ yếu là lợn thịt. Vừa qua có một con bò và một con bê bị bệnh viêm da nổi cục. Gia đình chị đã áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng tiêu độc một lần một ngày, nhốt riêng số bò bê bị bệnh ra một chuồng khác, chưa người chăm sóc bò bị bệnh, bò còn khỏe mạnh và đàn lợn riêng để tránh dịch bệnh lây lan. Nói chung là việc phòng bệnh là rất là quan trọng ạ. Lúc nào chúng ta cũng phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Và hàng ngày tôi đã phải xử lý với những cái con bò bị bệnh là hàng ngày tôi sẽ đun nước lá trầu không này và muối. Tôi đã đun nước ấm để gọi chung là lau cho chúng như là tắm luôn ạ. Còn gia đình chị Hoàng Thị Bảo Hoa ở tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, ngay sau khi một con bê và một con bò của gia đình bị mắc bệnh viêm da nổi cục, gia đình đã vệ sinh chuồng trại để nuôi nhốt số bò bê còn lại, không thả ra ngoài đồng ruộng như mọi ngày. Khi con bê bị chết, bà Hoa đã báo cáo chính quyền địa phương để thực hiện tiêu hủy theo quy định, đồng thời phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực chuồng nuôi nhốt bò của gia đình, rác vôi bột xung quanh nhà. Sau khi thì được phát hiện ra con bê con nó bị như thế thì đã gọi mời thú y của địa phương đến tiêm phòng dịch, rồi cũng được sự hướng dẫn của thú y địa phương vừa tiêm mà vừa phun thuốc khử trùng và sát trùng vào chuồng trại rồi cũng như là vào bản thân con mẹ con hai con. Trước đó là chúng tôi cũng đã cho xuống cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xuống ký cam kết với cùng phối hợp với tổ dân phố để ký cam kết từng hộ dân và tuyên truyền không để cho các hộ dân là chăn thả ở ngoài đồng mà chăn theo hình thức chăn nhốt và đồng thời là tự chăm sóc ở tại nhà chứ không cho ra ngoài đồng và quán triệt sâu rộng đến nhân dân là ý thức là không khi mà có hiện tượng mà xảy ra ví dụ như mà có hiện tượng mà chết thì báo cho ban chỉ đạo của phường để mà thành lập cái đoàn để xuống để làm cái công tác tiêu hủy theo đúng quy định. Cuối tháng 1 trên địa bàn thành phố xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, đến cuối tháng 3 trên địa bàn lại tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn ở xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên. Ngày 10 tháng 4, thành phố đã công bố dịch này, đồng thời tích cực tuyên truyền đến các hộ dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch chồng dịch. Đến nay thì công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố. Trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố, đồng chí Phó Thành phố trách khối đã xuống từng hộ dân nắm bắt được cái tình hình dịch bệnh. Rồi thì kiểm tra công tác triển khai của các xã phường tới tổ dân phố và xóm hội nhân dân từ đó để tạo cái sự đồng thuận và vào cuộc quyết liệt để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay thì cơ bản là tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã được khống chế theo cái chiều hướng tốt lên và cái dịch bệnh thì đã được bà con nhân dân thực hiện tương đối là tốt. Tính đến 16 giờ ngày 12 tháng 4, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 214 con bò mắc nghi mắc bệnh viêm da nổi cục tại 163 hộ chăn nuôi trâu bò thuộc 64 xóm tổ dân phố ở 10 trên 10 xã phường. Số gia súc phải tiêu hủy là 19 con, trong đó có 3 con bò và 16 con bê với tổng trọng lượng gần 2.400 kg. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã được Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản cấp 350 liều vaccine tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò, 750 lít hóa chất và 30 kg Vibazone để triển khai tiêm phòng bảo vệ ổ dịch, 160 lít hóa chất để diệt muỗi ruồi tại khu vực chuồng chăn nuôi và bãi chăn thả của các hộ dân nhằm tiêu diệt vật trung gian lây bệnh. Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò và lở mồm long móng lây lan, thành phố Sông Công tiếp tục đăng ký với Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản cấp thêm 3.000 liều vaccine tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò để triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch trên địa bàn, tiếp tục triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh lây lan, hướng dẫn các hộ vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, kiên quyết không để dịch chồng dịch.